vậy cũng đã 59 năm trôi qua sau ngày mất của vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam, 1963-2022. Dù trải qua cuộc đời gian truân và chuyện tình buồn với vua Bảo Đại, Nam Phương Hoàng hậu vẫn khắc sâu trong ấn tượng của hậu thế về một người phụ nữ đặc biệt, có nét đẹp phương Đông và trí tuệ phương Tây. Bà đã để lại những giai thoại hết sức đẹp, có phần cay đắng nhưng cũng hết sức ấn tượng trong lịch sử Việt Nam. Hôm nay, Huế Review kính mời quý vị cùng tôi tìm hiểu về cuộc đời cũng như lễ an táng của vị hoàng hậu đặc biệt này nhé. Nam Phương Hoàng hậu sinh ngày 14 tháng 2 năm 1914, tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan. Sinh ra tại tỉnh Gò Công, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, trong một gia đình có truyền thống theo đạo Công giáo rất giàu có. Bà là cháu ngoại của ông Huyện Sĩ Lê Phạt Đạt, người đứng đầu nhóm tứ đại phú hộ Sài Gòn xưa. Cha của bà là ông Nguyễn Hữu Hào, mẹ của bà là bà Lê Thị Bính, con gái thứ của ông Huyện Sĩ. Năm 1926, khi Nguyễn Hữu Thị Lan mới 12 tuổi, gia đình ông Hào cho bà sang Paris, thủ đô của nước Pháp, học tại một trường danh tiếng ở Pháp do các nữ tu điều hành. Sau khi đậu tú tài tại trường này, bà lên con tàu của Pháp trở về Việt Nam. Có một điều đặc biệt là trên chuyến tàu hồi loan lúc đó cùng có vua Bảo Đại, người chồng tương lai đi cùng, nhưng lúc này hai người chưa biết nhau. Nhìn chung, tuổi thơ của Nam Phương trôi qua trong êm đềm, đầy đủ về vật chất và tinh thần, khác hẳn với sau này khi bà lên làm hoàng hậu nhà Nguyễn. Mùa hè năm 1933, vua Bảo Đại cùng vợ chồng Sạc Lơ vào Đà Lạt nghỉ ngơi. Toàn quyền Pháp ra lệnh cho viên đốc Lý Đà Lạt tổ chức một buổi dạ tiệc với sự tham dự đông đủ văn võ bá quan Pháp và Nam Triều cùng với cảnh nhà giàu. Trong buổi dạ tiệc này, vua Bảo Đại và Thị Lan được sắp xếp ngồi cạnh với nhau để trở nên thân mật và cùng nhau khiêu vũ. Vua Bảo Đại say mê Nguyễn Hữu Thị Lan từ đó, ông viết lại: Lan có một vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm tôi say mê. Chẳng bao lâu sau, vua Bảo Đại đã mạnh dạn ngỏ ý và xin cưới Nguyễn Hữu Thị Lan làm vợ. Nguyễn Hữu Thị Lan là người nổi tiếng xinh đẹp, từng 3 năm liền đạt giải Hoa hậu Đông Dương, nhưng bà mang quốc tịch Pháp và theo Công giáo. Vì vậy, cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và bà Nguyễn Hữu Thị Lan gặp phải rất nhiều phản đối. Tuy nhiên, trước hoàng tộc, vua Bảo Đại đã nói: Trẫm cưới vợ cho trẫm, đâu phải cưới cho cụ Tôn Thất Hân và triều đình. Ngày 20 tháng 3 năm 1934, vua Bảo Đại làm đám cưới với Nguyễn Hữu Thị Lan và tấn phong bà làm Nam Phương Hoàng hậu. Đây là một việc làm phá lệ, bởi vì kể từ khi vua Gia Long khai sáng triều Nguyễn cho đến vua Khải Định, các vợ vua chỉ được phong tước hoàng phi sau khi mất mới được truy phong hoàng hậu. Ông là nhà vua đầu tiên thực hiện bỏ chế độ cung tần, thử phi. Đêm ngày 4 tháng 1 năm 1936, người dân Huế nghe những tiếng súng bắn mừng, báo tin Nam Phương Hoàng hậu đã hạ sinh. Và lờ mờ sáng lại một lần nữa, 7 tiếng súng thần công làm lay động cả hoàng thành, báo hiệu hoàng hậu đã sinh một hoàng tử. Người đó chính là Đông Cung Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long. Nam Phương Hoàng hậu cùng Bảo Đại Hoàng đế có tất cả 5 người con: Thái tử Bảo Long, Hoàng tử Bảo Thăng, các công chúa Phương Mai, Phương Liên và Phương Dung. Khi đó, công việc hàng ngày của hoàng hậu là dạy dỗ các hoàng tử, công chúa. Thỉnh thoảng, bà phải cùng các quan ở bộ lễ bàn thảo các lễ tiệc trong cung đình, lo việc cúng dỗ các tiên đế và đi vấn an sức khỏe các bà tiên cung và từ cung Hoàng Thái Hậu, tức mẹ của vua Bảo Đại. Hoàng hậu còn tham gia các việc xã hội và từ thiện. Hoàng hậu cũng xuất hiện thường xuyên bên cạnh Bảo Đại Hoàng đế trong các nghi lễ ngoại giao. Là người Công giáo, hoàng hậu đã đem lại hòa khí giữa các chức sắc đạo Công giáo ở Việt Nam với hoàng tộc nhà Nguyễn, vốn trước đó có những quan hệ căng thẳng kéo dài. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại thoái vị trong một buổi lễ long trọng ở Ngọ Môn Huế, trao quốc ấn hoàng đế Chi Bửu và thanh kiếm bạc Nam Ngọc cho đại diện của chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là ông Trần Huy Liệu. Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, thực dân Pháp trở lại chiếm đóng Huế.
Hoàng hậu Nam Phương rời khỏi thành nội, ra sống ngay tại khách sạn Morin. Lúc này, đây là khách sạn duy nhất trong kinh đô Huế để chờ đợi thời cơ sang Pháp, cũng như tránh khỏi cuộc chiến chính trị trong kinh thành. Ngày 1 tháng 1 năm 1947, Nam Phương Hoàng hậu cùng cả con sang Pháp. Tuy vậy, Nam Phương Hoàng hậu được nhiều người đánh giá là người thiệt tha với đất nước. Bà cũng là người tiêu biểu trong các bà Minh Phù nhiệt tình với tuần lễ vàng do Việt Minh phát động tại Huế. Sau khi sang Pháp, Nam Phương Hoàng hậu sống những năm cuối đời một cách lặng lẽ cùng cả con tại một làng cổ ở vùng Limousin, nước Pháp. Ngôi nhà của bà có rừng bao quanh, gồm 32 phòng, 7 phòng tắm, 5 phòng khách, v.v. Vua Bảo Đại có đến thăm bà vài lần. Tháng 1 năm 1962, công chúa Phương Liên thành hôn với một người Pháp, vua Bảo Đại cũng đến dự, và đám cưới đó là một sự kiện của vùng. Dân làng quanh vùng kể rằng bà Nam Phương giàu có, nhưng sống thiếu hạnh phúc. Bao nhiêu năm, chỉ thấy cựu hoàng Bảo Đại về thăm hoàng hậu mấy lần. Lần được nhớ nhất là vào dịp lễ cưới của Phương Liên kết hôn với chàng trai người Pháp. Buồn nản vì tình cảm của mình, bà Nam Phương chỉ sống âm thầm trong ngôi nhà vắng vẻ. Hỏa hoạn, bà mới về thăm Paris vài ngày. Có lẽ vui nhất là dịp nghỉ hè, cả con mới có dịp về thăm bà. Một lần, sau chuyện đi chơi về, bà thấy đau cổ. Bác sĩ tới thăm bệnh, nói bà bị viêm họng nhẹ. Không ngờ sau đó, bà bị khó thở. Ông quản gia và mấy cô giúp việc vội chạy đi tìm bác sĩ khác ở làng bên, cách hàng chục cây số. Nhưng bà càng khó thở hơn và trái tim bà đã ngừng đập ở tuổi 49. Ngày 18 tháng 9 năm 1963, hai ngày sau khi Hoàng hậu Nam Phương qua đời, tang lễ của bà được tổ chức tại làng Saint-Bernard, miền Trung nước Pháp. Một lễ tang đơn giản, chỉ thấp thoáng một vài mái tóc đen của cựu hoàng Bảo Đại cùng cả con và người thân trong gia đình. Trong hình là cảnh quan tài của hoàng hậu được đưa vào làm lễ trong nhà thờ trước khi bà về với nơi an nghỉ cuối cùng. Nấm mồ đơn sơ đặt trong nghĩa trang của nhà thờ ngay tại Saint-Bernard, kém cả những ngôi mộ xây đủ hình khối ở ngay bên cạnh. Người tới thăm viếng có thể nhìn tấm bia mặt trước ghi mấy dòng tiếng Pháp. Đây là nơi an nghỉ của bà Hoàng hậu Việt Nam, Giang Marie S. Nguyễn Hữu Thị Lan. Mặt sau tấm bia khắc dòng chữ Hán: Đại Nam Nam Phương Hoàng hậu chi mộ, dịch nghĩa: mộ phần bà Hoàng hậu Nam Phương của nước Đại Nam. Vậy là, một cuộc đời oanh liệt của Hoàng hậu Nam Phương đã khép lại. Những ngày tháng buồn nhiều hơn vui. Tiền tài, của cải, vật chất, danh vọng, sắc đẹp thoảng qua đi như bong bóng. Nhưng vẻ đẹp tâm hồn, đức hạnh của bà lại là điều sống mãi, lưu hương lại mãi, như cái tên bà Hoàng hậu Nam Phương, hương thơm từ phương Nam,